Ok, nào chúng ta cùng xem lại bài giảng và tìm hiểu nha. Tìm hiểu nghĩa của cái nội dung của bài hôm nay nha. Hello everyone. Today I am going to talk about different states of water. Hello everyone. Chào mọi người ha. Hello everyone. Today I'm going to talk about. Thì các bạn trước khi bắt đầu bài thuyết trình thì các bạn chào hỏi đúng không? Chúng ta chào xong rồi chúng ta sẽ giới thiệu cái chủ đề của cái bài nói của chúng ta. Thì chúng ta sẽ nói cái câu này nè. Today I am going to talk about cái gì đó. Talk about cái gì đó. Thì chúng ta sẽ nói sau cái about đó chính là cái tên của cái bài chủ đề của bài thuyết trình. Ví dụ ở đây là chủ đề của bài thuyết trình chính là States of Water. Các trạng thái của nước. Các dạng của nước. Được chưa? Today am going to talk about different states of water. Bạn này thêm chữ different vào nữa ha. Các dạng khác nhau. Different, different. Các dạng khác nhau của nước. Ok? Now speak up, đọc to lên nào. Today. Today I'm going to talk about different states of water. Yes, that's it. Đó. Bắt đầu bài thuyết trình chúng ta sẽ mở mở đầu như vậy ha. Giới thiệu về cái đề tài mà chúng ta sẽ trình bày. Today, I am going to talk about different states of water. Water is unique because it's the only thing on earth that Water is unique. Unique. What does it mean? Unique là gì các bạn? Unique. Unique. Duy nhất. Duy nhất. Nước là duy nhất. Nước là duy nhất bởi vì nó là cái thứ duy nhất trên trái đất mà sao đó. Ha. Water is unique because it's the only thing on earth. Only thing on earth that naturally occurs in all three states: liquid, solid, and gas. Nước là cái thứ duy nhất trên trái đất mà nó tồn tại được ở cả ba trạng thái luôn các bạn. Ba trạng thái luôn. Liquid, solid, and gas. Occurs là xuất hiện nha. Xuất hiện, xuất hiện. Xuất hiện trong tự nhiên. Naturally, naturally. Naturally occurs. In all three states. Now again, naturally. Đọc đi các bạn. Naturally. Occurs. Naturally occurs in all three states. Wow. The class is surprised, huh? The most common state of water is liquid. Dạng mà phổ biến nhất là dạng gì các bạn? Dạng phổ biến nhất, the most common. The most common. Now say again, the most common. The most common state. Dạng phổ biến nhất chính là dạng gì? The most common state of water is liquid. Yes, là it's chất liquid. The most common state is liquid. It covers around 70% of the surface of Earth. It covers around 70%. Nó bao phủ khoảng bao nhiêu phần trăm mặt bề mặt trái đất các bạn? 70%. Rồi, chúng ta có từ cover là che phủ ha. Che phủ, bao phủ. Nó che phủ khoảng 70% cái surface. Các bạn đọc từ surface nào. Surface. Surface. Là bề mặt á. Bề mặt, bề mặt. Nè, các bạn nhìn trái đất nè. You look, look at the earth. 70% of the earth is water. À, 70% của trái đất là nước nè các bạn ơi. Thấy không? Thấy nhiều nước chưa? The blue is water, right? Ocean, đại dương á, nước đó. Drinking water is a good example of using water in the liquid state. Nước uống là một ví dụ ha, về việc sử dụng nước ở dạng lỏng, được chưa?
Drinking water, drinking water. Uống nước, ha, uống nước, drinking water. Nước uống, nước uống. Nước uống là một ví dụ It's a good example of using water in the liquid state. của việc sử dụng nước ở dạng lỏng. Water from the taps. Nước từ trong trong gì các bạn? Tap, tap là cái vòi nè các bạn ơi, tap, vòi, vòi, vòi nước nha. Water from the tap, water from the tap. Water in lakes. Nước ở lake, hồ. Rivers and oceans. Sông và đại dương. Droplets from rain. Droplets chính là cái giọt đó các bạn, cái giọt nước á, cái giọt nước, cái giọt nước mưa ha. Droplets of from rain. À, những giọt nước mưa, à, những giọt nước từ mưa. Droplet, droplet, droplets from rain. From rain. It's all water in the liquid state. Đều là nước ở dạng lỏng hết các bạn nha. Đây, giờ chúng ta nhìn hình chúng ta nói lại đi nào. Sao đấy? Water from taps, right? Nước từ vòi đúng không? Cái này là gì? Drinking water. Drinking water. Nước uống đúng không nào? Sao nữa? Droplets from rain. Giọt nước mưa đúng không nào? Water in river. Water in the ocean, right? It's all water in the liquid state. Đều là nước dạng lỏng hết. Wow, tiếp. Wow. In nature, in very cold places like the... In nature, trong tự nhiên. Rồi, bạn đọc từ tự nhiên cho cô nào. Nature. Nature. Đọc to lên. In nature. In nature. In very cold places. Places. Đọc từ này. Places. Places. Like the top of the mountains. À, trong tự nhiên, ở những nơi rất là lạnh, như là ở trên đỉnh núi. Top of the mountains or in the winter season, water freezes into ice and snow. Hoặc là vào mùa mùa đông. Winter season. Winter season, mùa đông đúng không? In the winter season, water freeze. Freeze là gì các bạn? Freeze là nước đóng băng. Đóng băng, đóng băng, đúng rồi. Rồi, chúng ta đọc freeze mà thêm s vào thì chúng ta đọc là freezes nha. Water freezes. Water freezes, nước đóng băng. Into thành, đóng băng thành. Thành cái gì? Thành đá. Thành nước đá ha, chúng ta dịch là nước đá chứ không phải là hòn đá đâu nha, không phải đá tảng, đá cuội đâu nha. Ice, thành nước đá và tuyết ha. In the winter season, water freezes into ice and snow. Nào đọc to lên. In the winter season. In the winter season, water freezes into ice and snow. Ice and snow, yes. Ice and snow. That is water in the solid state. Đó là nước ở ở dạng gì các bạn? Yes, solid state. Solid state. Nước ở dạng rắn. Then the sun warms the frozen water. Rồi sau đó sao? Mặt trời sao các bạn? What does the sun do? Mặt trời làm gì? The sun warms the frozen water. À, mặt trời làm ấm cái nước đóng băng đó đó các bạn ơi. Ha. The sun warms the frozen water. Warm ở đây là động từ ha, làm ấm lên ha, làm ấm lên, làm ấm lên. À, hoặc là có nghĩa là hâm nóng luôn. Nếu mà mình nấu thức ăn thì gọi là hâm nóng. The sun warms the frozen water. Được chưa? Mặt trời làm ấm cái nước đóng băng đó. And water, causing it to melt to liquid water. Làm cho nó sao các bạn? Melt, melt. Melt là gì nhỉ? Melt. Các bạn mà để một cục đá ra ngoài nhiệt độ phòng thì nó sẽ melt.
Có nghĩa là nó sẽ sao? Nó sao các bạn? What if you put an ice in to a room temperature? In the room temperature, so what happened to it? Chuyện gì xảy ra với một cái hòn đá viên đá trong tủ lạnh mà mình lấy bỏ ra ngoài? Yes, it melts. Nó tan ra, đúng không nào? It causing it to melt to liquid water. Liquid water. Tan ra thành nước lại, thành lỏng lại. As the sun continues to heat it, the water begins to evaporate. Evaporate. Chúng ta có từ evaporate. Evaporate là gì? Evaporate. Evaporate. Bốc hơi. Bay hơi. Bốc hơi. Bay hơi. Đây là động từ nha các bạn. Evaporate. Evaporate. Rồi. Rồi sao? Mặt trời tiếp tục làm nóng nó lên. Heat it. Đun nó nóng. Nó. Đun nóng. À. Heat là đun nóng. Đun nóng. Đun nóng nó thì nước bắt đầu sẽ bốc hơi. Evaporate. Ha. So, if you heat ice or snow, the water will evaporate, okay? As the sun heats up, the water evaporates more quickly. Mặt trời càng đun nóng lên thì sao? Nước bốc hơi nhanh hơn. More quickly, nhanh hơn nữa. The heat from the sun turns the liquid water into a gas. Nhiệt từ mặt trời sao các bạn? Sức nóng từ mặt trời biến chất lỏng thành chất khí. Rồi chúng ta thấy có turn cái gì đó into cái gì đó, chính là biến cái A thành cái B. Ví dụ turn the liquid water into a gas có nghĩa là biến chất lỏng, biến nước dạng lỏng thành khí. Water vapor and steam are water in the gas state. Water vapor and steam. Vậy các bạn có biết water vapor với steam nó khác nhau sao không các bạn? What is the difference between water vapor and steam? Các bạn, như các bạn nhìn hình này các bạn thấy là water vapor và steam thì nó có giống nhau không? Giống hay khác? Tell me. Water vapor là cái hình này nè các bạn. Là nước nó bốc hơi, hơi nước nhưng mà nó bốc ở dạng tự nhiên. Trong tự nhiên. Còn cái steam này là mình phải đun nóng, đun sôi nước 100 độ lên thì cái nước đó nó bốc hơi thì gọi là steam, được chưa? Got it? Water vapor nó tự nhiên nó bốc hơi. Còn đun sôi 100 độ mà nó bốc hơi thì chúng ta sẽ có steam nha. Kiểu như ở trong phòng thông hơi á, mà đi tắm hơi á. So, in summary, there are three states of water: liquid, solid, and gas. Rồi, để kết thúc bài thuyết trình thì chúng ta sẽ kết lại, có mỗi câu kết lại. Thì đây, bạn này kết lại, bạn này nói sao nhờ? Đây, in summary. In summary. Có nghĩa là nói chung, kết lại, ha. Kết lại là in summary, tóm tắt lại, ha. In summary, in summary. Các bạn nhớ cái này nha, in summary. So, in summary, there are three states of water: liquid, solid, and gas. Nói tóm lại là có ba dạng của nước, ba trạng thái của nước là lỏng, rắn và khí. The liquid state of water is the most common state of water in nature. Dạng phổ biến nhất của nước chính là dạng lỏng, đúng không? In nature là trong tự nhiên ha. When liquid water freezes, it becomes solid water. Khi nước đóng băng, nó trở thành dạng rắn. Examples of the solid state of water are ice and snow. Ví dụ cho cái dạng rắn chính là nước đá và tuyết. When liquid water gets heated up, it changes to a gas. Khi mà dạng lỏng được đun lên thì nó đổi thành dạng khí, nó chuyển thành Examples of the gas state of water are water vapor and steam. Ví dụ cho nước ở dạng khí là water vapor and steam.
Hơi nước. Here are some fun facts about states of water. Rồi, fun facts chính là sự thật thú vị ha, sự thật vui. Solid water is lighter than liquid water. Nước ở dạng rắn thì sao các bạn? Lighter than. Nhẹ hơn, đúng rồi. Đó là lý do tại sao các bạn cho mấy cái viên đá vào trong cái ly nước thì đá nó luôn nổi lên trên. Nó đâu có chìm xuống dưới đâu đúng không các bạn? Tại vì nó nhẹ hơn, cái gì nhẹ hơn thì phải nổi lên đúng không? Thì các bạn cho đá vào ly nước, nó đều đá luôn luôn nổi lên hết đúng không? Solid water is lighter than liquid water. That's why ice cubes float on drinking water. Float, nổi, float. À, ice cube là cái đá, đá cục, đá viên đó các bạn, đá viên đó. About 97% of water on Earth is salt water. Salt water là nước gì đây? Salt water là nước gì các bạn? 97% nước trên trái đất là nước gì? Nước gì? Nước ở đại dương thì gọi là nước gì? Nước mặn. Đúng rồi, nước muối hết ha, nước muối, nước mặn đúng không? Salt water. Salt là muối đó các bạn nha. Salt, salt, muối, 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 nước muối, salt water. Well, around 3% is fresh water. Trong khi chỉ có 3% là nước ngọt. Nước ngọt thì chúng ta sẽ nói là fresh water. Fresh water nha. Chứ không phải là sweet water, đâu phải là sweet là ngọt đâu nhé. Không phải dùng từ sweet là ngọt như ngọt đường đâu. No, fresh water chúng ta dịch tiếng Việt mình gọi là nước ngọt, nhưng mà nó là nước, không phải nước mặn. Fresh water, nước ngọt nha. Fresh water. Hail rain is a special type of rain. Mưa đá các bạn ơi, hail rain, hail rain, hail rain, hail rain, nước mưa đá các bạn nhìn này. Mưa đá mà các bạn nào bị cục mưa đá nó rơi vào đầu chưa nhờ? Ôi, viên đá mà nó to là bể đầu luôn á. Hail rain, hail rain. Hail rain. Lúc đó cháu chảy máu đâu? Lúc đó cháu chảy máu đâu đi bệnh viện? Wow, really? Lúc đó cháu chảy máu đâu? It must be hurt, right? Yeah. Hail rain, mưa đá. Special type of rain. Dạng đặc biệt ha, dạng mưa đặc biệt ha, mưa đá. When clouds containing lots of water droplets. Khi mà mây á, những đám mây nó chứa quá là nhiều hơn nước đi. Nó, mưa mây nó cái đám mây nó chứa quá nhiều giọt nước. Are blown up very high in the sky. Rồi nó lại được thổi lên cao lên trên bầu trời ha. Những cái đám mây mà nhiều giọt nước quá nào rồi nó được thổi bay, thổi cao lên bầu trời, mà càng lên cao thì không khí càng lạnh đúng không? Nó lên cao quá thế là những cái hơi nước đấy nó ngưng tụ thành thành đá viên luôn. Water droplets freeze into ice. Đó, những cái giọt nước đó nó đông lại, nó đông lại thành đá, nước đá luôn. When they get heavy, they fall to the ground as ice balls. Rồi khi nó nặng đó, nó đủ nặng thì nó lại rơi xuống mặt đất. Thế là nó thành cái những cái viên bi, mà viên bi nước đá. Đó chính là mưa đá. That's the end of my presentation. Rồi, kết thúc bài thuyết trình thì chúng ta sẽ nói là that's the end of, that's the end of. Kết thúc bài thuyết trình của tôi ha. Đó là kết thúc bài thuyết trình của tôi. That's the end of my presentation. 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 Thank you for your listening. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thank you for your listening. Now one more time. Hello everyone. Today I am going to talk about different states of water. Water is unique because it's the only thing on Earth that naturally occurs in all three states: liquid, solid, and gas. The most common state of water is liquid. It covers around 70% of the surface of Earth. Drinking water is a good example of using water in the liquid state.
Water from the taps. Water in lakes, rivers, and oceans. Droplets from rain. It's all water in the liquid state. In nature, in very cold places like the top of the mountains or in the winter season, water freezes into ice and snow. That is water in the solid state. Then the sun warms the frozen water, causing it to melt to liquid water. As the sun continues to heat it, the water begins to evaporate. As the sun heats up, the water evaporates more quickly. The heat from the sun turns the liquid water into a gas. Water vapor and steam are water in the gas state. So, in summary, there are three states of water: liquid, solid, and gas. The liquid state of water is the most common state of water in nature. When liquid water freezes, it becomes solid water. Examples of the solid state of water are ice and snow. When liquid water gets heated up, it changes to a gas. Examples of the gas state of water are water vapor and steam. Here are some fun facts about states of water. Solid water is lighter than liquid water. That's why ice cubes float on drinking water. About 97% of water on Earth is salt water, while around 3% is fresh water. Hail rain is a special type of rain. When clouds containing lots of water droplets are blown up very high in the sky, water droplets freeze into ice. When they get heavy, they fall to the ground as ice balls. That's the end of my presentation. Thank you for your listening. Now let's do some exercise. Glory to the which west. One? Which one? Journey to the Glory west. To the west. Okay, yes. Go practice. Oh no! How many states of water are there? There are three. Three states of water: liquid, solid, and gas, right? Yeah. Yes. Yeah. What state of water is an ice cube? No. Cái viên nước đá là nó là dạng gì của nước các bạn? Dạng rắn à. Yes. Solid, right? Solid. An ice cube is water in solid state. Wow. Quite far. Yes. What state of water is rain? Liquid. Hey. Mưa là dạng gì của nước đúng không nào? What state of water is rain? Yes, liquid. Rain is water in liquid state. Mm-hmm.
What state of water is this? Isor. Solid. Solid, right? Snow is water in solid state. Snow is water in solid state. Question is, today Lee experienced facial steam for the first time. He poured water into a pot and added some essential oils to it. Then he held his face over the steaming water. What state is the steam from water? Liquid? Liquid? How about you, Trung? Gas? So you think it's gas? Yes. Now let me see. Hôm nay, Lee đã trải nghiệm cái hơi nước. Kiểu như là xông mặt bằng hơi nước đó các bạn. Facial steam ha. Facial steam là kiểu như xông hơi mà xông hơi mặt đó các bạn. Lần đầu tiên ha. For the first time. For the first time lần đầu tiên. He poured water. He poured boiled water. Anh ấy đổ ha. Pour là đổ, đổ, rót, đổ các bạn. Đổ, rót nước mà nước đun sôi. Boiled water. Nước đun sôi vào trong một cái pot. Pot là cái nồi, đổ vào cái nồi và thêm added là thêm vào, thêm một ít cái essential oil là cái kiểu như cái tinh dầu á các bạn. Không biết nhà cái nhà mẹ các bạn có dùng tinh dầu để mà xông không? Xông tinh dầu á, thì cái tinh dầu á tiếng Anh chúng ta gọi là essential oil. Essential oil. Rồi, đổ nước đun sôi vào trong một cái nồi nha. Rồi thêm một ít tinh dầu vào trong đó. Sao nữa nha? Cậu ấy giữ cho cái mặt của mình á ở bên trên cái hơi nước, steaming water. Vậy thì người ta hỏi là what state is the steam from water? Cái dạng, cái trạng thái của cái hơi nước đó là gì? Các bạn hiểu không? Các bạn xông hơi bao giờ chưa? Chưa. Các bạn có thấy mẹ mình xông bao giờ chưa? Chưa. Đổ nước sôi nè, nước đun sôi nha. Nước đun sôi vào trong một cái nồi hoặc một cái thau, một cái chậu, một cái xô gì đấy. Rồi cho một ít tinh dầu vào cho nó thơm. Xong sau đó là lấy cái mền trùm vào, hoặc lấy cái khăn á, mình trùm cái mặt mình lại. Xong rồi mình đưa cái mặt mình lên trên cái hơi nước mà nó bốc lên á. Vậy thì người ta hỏi là cái hơi nước mà nó bốc lên nó là dạng gì? Là dạng khí đúng không? Yes, dạng khí. Người đồng biết học đó. Đó, đấy là cô nghĩ là nhà bạn nào cũng đã từng làm cái này rồi á. Cái câu hỏi này chính là vậy nha các bạn ơi. Nên gas là chính xác nha. Liquid là không phải. Còn solid thì càng không đúng luôn. Đúng không? Đó, thì cái hơi nước mà nó bốc lên từ cái chậu nước mà chúng ta xông á, xông mặt á, hoặc là xông người á, thì đó chính là dạng khí gas. Gas state. Okay. Cheese stealer là gì nhỉ? Có ghi cái trộn. Yes, kẻ trộn phô mai ha. Kẻ trộn phô mai. Cheese stealer.
Cho cái này ghép 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 mạnh lại đó. Ask the patrons to help the mouse. Không không có mùi, không có mùi. Ah, this is the cheese dealer, các bạn ơi. Nếu mà tâm ơn gọi là kỹ năng cái đứa gọi là từ cao cấp. Fill in the blank with only one word. Only one word. Chỉ có một từ thôi các bạn. Solid. Blah blah blah. And guess. Liquid. How do you spell liquid? How do you spell it? L I Yêu. 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 I. D. D. Let's check. Bingo. Liquid. Oh, it's a difficult game. I don't know how to help the mouse. Spin the blank, but only one word. Only one word. Boil. Yeah. So now spell the boil for me. Spell the word boil. B. E, O, I, L. Mình đang nghe trong đây đang đang học bài đó. So, any letter? Any letter L? Còn cái chữ gì nữa không các bạn? Đây là cuốn học bài gì? Are you sure? Học à? Yes. Ủa, Bob là chủ ngữ suy đây số nhiều nha. Bóp là chủ ngữ số ít hay số nhiều? Số ít. Số ít. Vậy thì câu này là thì hiện tại đơn hay là thì quá khứ đơn? Thế các bạn, câu này là thì quá khứ hay thì hiện tại? Câu này cũng nhiều quá biết. Nếu mà thì hiện tại thì cũng phải chia động từ, mà thì quá khứ cũng phải chia động từ, chứ không thể nào mà để động từ nguyên mẫu vậy được nhỉ. Bây giờ nếu mà cô để từ boil này nguyên mẫu nha, cô không có thêm cái gì, cô không có chia động từ cho nó nha, xem đúng không nha. Ủa. Như vậy là người ta chỉ chấm cái từ thôi chứ người ta không có chấm thì nha. Nếu mà thì các bạn phải thêm âm s vô cho cô. Hiện tại đơn thì thêm S, mà quá khứ đơn thì thêm ED nha. Ấn giữ hả? Ấn giữ làm sao? Ngón này press and hold. Ấn giữ là press and hold. Okay, now in the blank with only one word, we may see snow in winter. Snow is water in the blah 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 state. So what is the word? What is the missing word? Chữ không thiếu là chữ gì các bạn? The missing word is answer. Tell me your answer. Từ còn thiếu ở đây là từ gì các bạn ơi? We may see snow in winter. Snow is water in the Snow is water in the tuyết là nước ở dạng gì? Tuyết là nước ở dạng rắn. Dạng rắn nói sao? Solid.
Solid. Solid. Vậy khi nào mới đưa dài? Solid. No, is water in the solid state? How to play this game? Có quá, có nhận, có nhận một phản đối sự, với sự luôn, nó có nhận được. Đừng thả tay ra. The sky is so dark outside. I think it is going to blah blah blah. Rain, 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 rain. Yeah, rain. Rain. À, bầu trời thì đang rất là tối ha. Tôi nghĩ là trời sắp mưa to đấy. Rain heavily là mưa to các bạn nha. Nhấn dữ hả? Nhấn dữ cái gì? Quá burden đưa anh. Ừ, có kia nó có ấm mà lên sao mà đỏ ra dư luôn. Ấm mà lên dư luôn, nó có thằng này chuột ra, đi của chạy chuột ra. Không. Thế nào ấy? Journey to the west is much easier. About 71% of the Earth's surface is covered by blah blah blah. So what is the missing word? Only one word. Điền một từ thôi các bạn ơi. 71% bề mặt trái đất được bao phủ bởi cái gì? Nước muối. Một từ thôi mà nước muối gì? Nước muối là hai từ rồi. Nước muối nè, salt water là là hai từ rồi. Water thôi. Yes. Chuột này nó không ăn cắt chuột rồi. Trả lại đúng một câu, trả lại đúng một câu là. Okay. So sorry. Now look at the pictures and tell what states of water they are. There is only one example. There is one example. Rồi có một ví dụ các bạn nè, nhìn vào tranh và nói là cái dạng nước nào. Chúng là dạng nào? Number one. Number one, what state is this? What state of water is this? What state of water is this? Tell me. Number one. Is gas. Gas? Gas. And number two? Liquid. Okay. Liquid. And the example? Yes. Solid. Nè, câu trả lời nè, the answer nè, is water in the solid state. So the number one you should say it is water in the gas state. Number two, it is water in the liquid state, right? Go on, tiếp tục nha. Number three. What state of water is it?
It is water in liquid. in the liquid state. Number four, it is It's water solid. in the Solid. solid state. Yes. And number five, Yes. it is water in. Water in gas state. Are you sure? Gas? Where is the gas? Where? Người ta chỉ đây này. Nè, in the cup. In the cup. Không, người ta chỉ cái này mà. Ah, yes, this one. Gas state. Yes. so this is a hot cup of coffee à? Một cốc cà phê nóng à? Hot cup of coffee, right? This is gas state, okay? And number six. Number six. Is water of Yes, it is water in the solid state. Water in the solid state. And now communication. Communication là giao tiếp nè. Giờ chúng ta xem thử. Rồi, chúng ta tìm điểm khác nhau giữa hai bức tranh nha. Find the differences between the two pictures. There is one example. Có một câu ví dụ nè các bạn ơi. Ủa? Can I zoom in, zoom in? Now, tell me. Đây. Ở phía dưới này không có gì khác hết á. Đây, phần trên này. Okay, now. Ngoài trời, cái cửa sổ à. Now, look out of the window. In picture one, it is snowy, right? Ở bức hình một thì trời đang tuyết, đúng không các bạn? In picture one, it is snowy. But in picture two, It it is rainy. is rainy, right? Is it Rainy. rainy or is it raining? Okay. Now, in picture one, there is The a pot. A pot. Cái pot. nồi là pot. A pot of soup, right? The Một nồi soup, đúng không? There is a pot of soup. pot But in picture two, there is a soup. kettle. A kettle of water. Kettle là cái ấm đun nước đó các bạn. Kettle. Do you know kettle? Kettle. Cái ấm. À, there is a kettle of water. It is boiling. Đúng không? Nó đang đun sôi luôn. Is it being boiled? Boiled. À, there we can see some gì? We can see some steam. Yes, some steam from the kettle. And in picture one, there is a glass of drinking water. A glass of drinking water on the table. And there is a cup of hot coffee, right? There is a cup of hot coffee on the water. Sorry, on the table. But in picture two, there is a bucket of ice cube. A bucket of ice cube. Một cái xô ha. Xô là bucket các bạn nha. Bucket. There is a bucket of ice cube. Đá viên đó các bạn. There is a bucket of ice cube on the table. And there is a glass of juice, right? Một ly nước ép hả? In picture one, there is a tank of a fish, hả? Một cái gì đây? A tank of water, một cái bể nước. But in picture two, there is a cupcake, right? There is a cupcake. Okay. That's all. Hết rồi đúng không? That's all. Mà cháu đang thắc mắc cái này nên nói như thế nào. Ở Okay. chết A rắn chết glass rồng of juice.
một ly nước ép. Chết rồi, chết lòng ta. Water, liquid chứ, liquid water. Water in liquid state, right? And some ice cube hả? Có mấy viên đá trong nâu, đây không phải viên đá rồi, viên đá nó phải nổi lên trên bề mặt nước các bạn ơi, cái này nó chìm dưới đáy không phải là đá nha, không phải là đá, không phải là nước đá nha. Cái này chắc là thạch quá. Trà sữa. À, đúng không? Thôi nước ép đi, chúng ta thấy có miếng cam nè, đây là gọi là cái gì ta? Thôi gọi là nước ép đi. À đúng không? Okay, now in picture 1, in picture A is snowing outside. In picture 2 is raining outside. In picture 1, snow is water in the solid state. But in picture 2, rain is water in the liquid state. Oh. So that's all for today. We have finished 3 different states of water. Hôm nay chúng ta đã học 3 loại dạng, 3 dạng, 3 trạng thái khác nhau của nước. Okay? There are 3 different states of water. Is liquid, gas, and solid, right? So I hope that this lesson is useful for you and you can remember very well the lesson. Thank you and goodbye.